em linh cẩu này đã tiếp cận được một em trâu rừng châu Phi. Nhìn vào kích thước thì chắc nhiều bạn sẽ nghĩ rằng em này khó có thể làm ăn được gì với cỗ xe tăng chạy bằng cỏ kia. Nhìn thì hèn hèn thế thôi, nhưng mà con này nó khôn lắm, nên là nó mới được gọi là linh cẩu đấy. Úi giời ơi, trông nó kìa, có đau đớn không cơ chứ? Úi giời ơi, phận làm trai 12 bến nước, nghĩ lo chán, chưa kịp vào bến nào thì em trâu này đã bị tác ngay vào hai quả bóng mất rồi các bạn ạ. Thế này thì còn gì sinh với sống nữa. Một cái chết phải gọi là không thể thốn hơn. Qua đó càng thể hiện sự nhanh nhạy của linh cẩu khi chúng biết tấn công vào những điểm yếu của nạn nhân để tiện đường ra tay. Bảo sao mấy con sư tử mà bị cướp mất thức ăn lại toàn là mấy con đực. Thức ăn